Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn thuộc địa chỉ là Cầu Giàm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, chuyên bán các loại dòng dàn âm thanh nhà nhạc cũng như là chuyên tư vấn phối ghép những dòng âm thanh nhà nhạc hai chức năng, những dòng âm thanh nhà nhạc cao cấp trong phòng hát hay là trong gia đình. Vâng, hôm nay tôi lên một clip để giới thiệu tới quý vị và các bạn, đó là một bộ dàn cũng gọi là rất là hiếm các bạn nhé. Bộ dàn rất là hiếm, chất âm thì cực kỳ là hay, và đặc biệt hơn nữa là nó cũng rất là dễ sử dụng. Vâng, nó rất dễ sử dụng. Vâng, thì trước mặt mình tôi đang quay đây là bộ dàn Kenworth 3i thuộc dòng dàn hàng nội địa cắm điện 100V, các bạn hay gọi là hàng xịn Japan. Dòng dàn Kenworth 3i thì có cái dòng dàn hàng xuất các bạn nhé. Xin lỗi các bạn, dòng dàn Kenworth 3i thì nó không có hàng xuất, mà những cái dòng hàng xuất mà nó giống y chang dòng dàn Kenworth 3i, đó là dòng dàn Kenworth A848. Đấy, dòng dàn Kenworth A848 848 3i. Theo tôi đánh giá nhận định thì hình thức này, chất lượng âm thanh này, lúm lút và giá tiền thì tương đương nhau. Nó khác nhau ở chỗ là dàn Kenworth 848 thì nó cắm điện 220V, còn dàn Kenworth 3i thì nó cắm điện 100V thôi. Vâng, và cái clip này thì lên đầu tiên thì tôi giới thiệu tới các bạn, và thứ hai là tôi cũng sẽ báo giá luôn để các bạn có thể chúng ta cân đối tài chính chúng ta chọn mua. Như một bộ dàn mà đẹp như thế này, đấy, đẹp và xuất sắc như thế này, thì tôi báo giá với các bạn, tôi bán với giá là 9.500.000 đồng. Thông báo chính xác giá tiền như các bạn nhé, để các bạn có thể chúng ta cân đối tài chính chúng ta chọn mua. Bề ngang thì nó đạt tầm 95cm, chiều cao thì rơi tầm 56cm. Còn size đương nhiên rồi, size dàn đại nó là 36cm. Đấy, sử dụng 5 thớt rời cassette, equalizer, ampli, tuner và trên cùng là thớt đầu đĩa. Vâng, nói chung là trên cửa hàng của chúng tôi thì lúc nào nó có tầm khoảng trên dưới 200 bộ dàn các loại các bạn nhé. Trên dưới 200 bộ dàn các loại. Thế nên là tôi lúc nào mà rảnh rỗi đấy, cảm thấy rảnh rỗi thì tôi sẽ lên clip để giới thiệu tới các bạn và như là báo giá luôn, để các bạn có thể chúng ta biết được về cái tính năng này, cái chất âm cũng như là giá tiền. Vâng, và hai số điện thoại nếu quý vị và các bạn mà chúng ta cần tư vấn thêm về những dòng dàn âm thanh nhà nhạc thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại là 0982 760098 và số thứ hai là 0936808363. Hai số điện thoại là đều có Zalo để các bạn có thể kết nối để nhắn tin. Chúng tôi sẽ chụp ảnh tới quý vị và các bạn là những cái mẫu dàn, mã dàn và sẽ báo giá chính xác những cái bộ dàn mà các bạn đang chúng ta đang cần tham khảo hay đang cần chọn mua. Còn địa chỉ của chúng tôi là Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn thuộc địa chỉ là Cầu Giàm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Bây giờ tôi sẽ đi quay và hướng dẫn qua, và cũng như là vừa rồi tôi cũng báo giá rồi, 9.500.000 đồng một bộ này các bạn nhé. Gông của chúng là gông nó tạo viền đồng các bạn. Ở đây tôi đang quay bằng flash nên các bạn nhìn rất là rõ, bởi nó đẹp lắm các bạn ạ, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, cái này các bạn nếu mà nhìn vào ban đêm mà nó cái ánh điện nó chiếu vào thì các bạn lầm tưởng ra nó nhìn kiểu vàng đấy, trông nó cứ vàng vàng đúng không ạ. Đây là chung cũng vậy thôi, con này nó quá tuyệt vời, đẹp lắm này, đẹp, tôi dùng từ đẹp xuất sắc mà. Đó, hình thức này quá tuyệt vời đúng không ạ. Cái bên trong các bạn nhìn thấy bên trong nó có bụi không ạ, đúng không ạ? Bụi thì nói chung là nó phải có rồi, dòng dàn bãi. Gân con này nó sử dụng chúng ta là gân lụa các bạn nhé, gân lụa tẩm dầu, màng của chúng là màng carbon da trơn, cực kỳ tuyệt vời luôn. Những cái bụi này các bạn chỉ lấy cái tay các bạn miết qua cái, à đúng không ạ, bóng nhoáng luôn, bởi vì là mình chưa lau chùi nó thế thôi, nhưng mình lau chùi rồi thì đương nhiên nó sẽ đẹp. Còn đây là cái hình thức cái con tép bên loa bên tay phải này. Các bạn sao quay phải nói là nhìn cất cạnh luôn, nhìn xuyên qua cái lưới là các bạn nhìn vào trong bên màng các bạn, rất là đẹp đúng không ạ, gông của nó quá tuyệt vời. Mà còn những cái này chúng ta mà có những cái dầu dưỡng các bạn này lau đi này, lau đấy, cái dầu dưỡng lau nó sẽ sạch hơn. Dầu dưỡng chúng ta lau vào thì nó sẽ đẹp. Còn rốn cái này các bạn nhé, rốn carbon luôn. Đấy, rốn cũng là carbon da trơn luôn. Đấy. Còn hình thức các thớt này. Đấy, kẹt vớt bài cái chữ kia nó quá rõ ràng dễ đọc luôn các bạn. Đây là đầu CD rồi. Đấy, còn đây là tuner, tức là đài tiếng nói Việt Nam. Thớt âm ly. Đấy, equal và thớt cassette. Bộ này thì nó dễ sử dụng ở chỗ là các thớt đấy nó cắm bằng đường cáp điều khiển các bạn nhé, cáp điều khiển, thế nên là chúng ta không thể cắm nhầm được. Tí tôi sẽ ra đằng sau tôi quay cho các bạn xem. Còn về cái tính năng này, chạy CD rồi, đài tiếng nói Việt Nam bắt tần số AM. Về âm ly thì nó có cho chúng ta là đường là có lúm chỉnh bát này, đấy, lúm chỉnh bát này, lúm chỉnh check này, đấy, có super one này, đấy, surround này,
Còn những cái đồ cái chữ CRI các bạn đừng ấn vào. Ấn vào thì nó khóa lúng chỉnh bát tép. Nói chung là chúng ta không lên ấn. Và ngoài ra các bạn nhé, có lúng chỉnh bát tép này, có Super One thì nó lại có cả chúng ta nút lau lướt này. Lau lướt kích trầm trên hệ thống EQ. Nếu chúng ta kích trầm trên EQ, đây tôi ấn cho các bạn xem thì nó hiển thị các bạn nhé. Tay ấn vào đây thì mắt chúng ta nhìn lên hiển thị lau lướt này. Đấy. Chúng ta lau lướt ở đây nó rất là hay ở chỗ là chúng ta mở to lên thì bát tép tự giảm, tôi sẽ mở to này các bạn xem. Bát tép nó sẽ tự giảm các bạn này. Tăng lên. Đó, tăng lên ạ. Đó, và nó rất là hiện đại trong lĩnh vực là lúc chúng ta mà bắt to quá thì bắt tép nó tự nó hạ. Để làm sao? Để cho tránh tình trạng là chết thôi. Nó chết tép thôi. Đấy, như vậy nó rất hay. Còn chúng ta chỉnh làm sao đúng hình chữ V nó sai nhất. Đây, vừa rồi tôi chỉnh cũng chưa phải hay. Đấy, giờ nghe là rất mịn các bạn này. Đây, chỉnh thêm tí nữa cho nó mịn tí nữa. Bắt tép lưng lên, lời tìm xuống đương nhiên nó sai. Đấy, chúng ta sẽ lưu vào. Ok, loại tự lên. Còn đương nhiên là các thớt thì nói chung là cái này nó chạy bằng cáp điều khiển đằng sau. Nếu chúng ta ví dụ chúng ta ấn CD này thì lập tức CD nó sẽ play này, đúng không ạ? Nếu chúng ta ấn tuner thì lập tức nó sẽ bắt tuner thôi. Ấn CD, ấn tuner, ấn tẹp này. Tẹp là chúng ta phải cho cái băng vào thì đương nhiên nó mới chạy, Còn nếu chúng ta ấn theo các đường đấy, đây là CD nó chạy rồi, tí tôi sẽ hướng dẫn theo. Đây, CD chạy đây. Các bạn nghe âm thanh quá tuyệt vời đúng không? Cực kỳ chất lượng về bộ dàn Kenwood Bay. Đó. Mà chúng ta ấn Tuler là thì tự CD nó tốt các bạn. Đấy, tốt. Đấy. Đây là Tuler, tức là đại tiếng nói Việt Nam. Chúng ta dò sóng đi. Dò sóng đây là nó bắt nó sẽ tốt. Vâng, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Trước hết là một số thông tin trong nước. Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động. Ok, đấy, còn cassette đây, cassette chúng ta ấn play cái này tự nó sẽ chuyển sang tệp các bạn. Đấy. Đấy, để đưa em đường vắng lối. Cái này cassette nó đẹp lắm các bạn ạ, vừa đây tôi thử đẹp lắm, tôi thấy nó đẹp quá, tôi lên kênh giới thiệu các bạn. Đấy, nó bụi bẩn nhưng mình không tránh được rồi, nhưng cái từ nó sáng này. Chúng nó sáng loá các bạn, nó chui bên trong nhưng mà cái cảm giác giác nó rất là sáng này. Ấn cái nó chạy ngay, dòng này. Đã, như vậy là tất cả các thớt, nói chung là bộ này tôi đã thấy nó đẹp. Thứ hai là cái giá tiền tôi thấy nó hợp lý. Thế thì tôi sẽ lên kênh giới thiệu tới các bạn. Đặc biệt là tôi sẽ báo giá cho các bạn là chính xác luôn bộ dàn. Nếu bộ như thế này là tôi bán với giá là 9.500.000 đồng. Và trong cái tầm tiền này thì các bạn cũng nên quan tâm đến bộ dàn 3i, bởi vì thứ nhất là nó đẹp. Đấy, bằng thớt, bằng dàn. Thứ hai là đây, cái đằng sau loa các bạn cực kỳ đẹp luôn. Và các thớt nó dễ sử dụng lắm. Nó có cái thớt màu thớt đĩa thì nó là màu trắng, thớt tuler màu xanh, thớt cassette thì màu đen, còn thớt EQA nó là màu đỏ. Các bạn không thể cắm nhầm được. Không thể cắm nhầm được. Nó rất dễ cắm, nó dễ sử dụng. Đấy, công suất thì con này nó đạt cho chúng ta là 200W. 200W là một bộ dàn 100W một loa. Còn đường cắm đằng sau đấy, đường cắm đằng sau con này chữ nghĩa led các bạn đây, đường LD này, AUX này, đường video này, đúng không ạ? Thế chúng ta cắm vào đường LD AUX hoặc đường video, chúng ta cắm đường nào cũng được. Đại loại chúng ta cắm đường LD AUX đây. Đấy, thì lên trước mặt bộ dàn, chúng ta bấm về LD AUX chắc chắn nó sẽ chạy, nó dễ lắm. Dễ sử dụng. Âm thanh thì cực kỳ chất lượng này. Đây, bấm LD AUX. Đây các bạn nhìn này, xoài này cực kỳ. LD AUX chắc chắn chạy. Còn này âm thanh các bạn nghe. Quá tuyệt vời. Các bạn nghe hay hơn đấy thì các bạn đeo tai nghe vào, chắc chắn nó sẽ hay hơn. Vâng, vừa rồi tôi đã lên một clip này cũng như là giới thiệu tới quý vị bạn, đó là một bộ dàn rất là hiếm có, bộ dàn Kenwood 3i hàng nội địa cắm điện 100V với giá tiền 9.500.000 đồng. Nếu quý vị và các bạn mà chúng ta cần biết thêm, tham khảo thêm về những cái dòng dàn âm thanh nghe nhạc, bởi vì trên cửa hàng của chúng tôi là không phải có một bộ đấy, mà tôi có lúc nào có tầm khoảng trên 200 bộ để các bạn có thể chúng ta cần tư vấn và chọn mua. Thế nên là lúc nào rảnh rỗi thì tôi sẽ lên những cái clip báo giá chính xác để các bạn có thể chúng ta có thể là cân đối tài chính chúng ta chọn mua. Vâng, và hai số điện thoại để các bạn có thể chúng ta liên hệ là 0982760098 và 0936808363. Còn địa chỉ của chúng tôi để các bạn có thể tìm đến là trung tâm điện tử Hữu Thuấn thuộc địa chỉ là Cầu Giàm, huyện Lình Giang, tỉnh Hải Dương.
Vâng, còn bây giờ thì tôi cũng đang có một khách hàng đang đợi để tư vấn về những cái dòng âm thanh âm nhạc, nên chính vì vậy là tôi cũng xin phép là sẽ tạm dừng luôn clip tại đây thôi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đăng ký ủng hộ kênh, có những ý kiến đóng góp, có những lời chúc, lời động viên, vâng, để giúp cho cửa hàng của chúng tôi là luôn luôn hoàn thiện hơn trong lĩnh vực là bán hàng. Vâng, thì cũng kính chúc cho quý các bạn là mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi và may mắn. Vâng, xin kính chào, tạm biệt và cũng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo.